quá trời tiếng ha anh em. Chí chóe nhiều lắm. Khúc này nó lên nè. Rồi là bán thì không nói rồi, cái nhà này. Tắt cái lò đây. Nghe cái lò bự đây nè. Cái tiếng chép nó ít hơn này. Chờ xíu nha. Không, có tiếng là tiếng trầm nhiều không? Tắt cái đây nè. Quá trời chép rồi không? 4-8 ôm chơi nhà nè. Anh em vừa kiếm cái âm ly cỡ tầm 150W quấn này. 48 ôm chơi được nha. WB120 Iberdan này. Trợ kháng 48 ôm nha. 80 hạt. Đó lộn không phải xin lỗi. 30-20kg nha. Mà kinh nữa nha, đủ nha. Lên tới 20kg nè. 20.000 hạt thấy không? Trầm xuống 30 hạt. Đó mình tăng âm lượng xíu nha. Để anh em nghe nè. Lo nó nhiều quá, thành mấy cái dây cao nó rất là nhiều tiếng luôn. Cái lo nó sống mà chết mà đỡ tay em biết rồi. Không bị bán quyền vậy nè. Mấy cái dòng là bossa nova, mấy cái nhạc mạng là không bị. Mình hay test lo cái mấy nhạc này nha. Con này mình nghĩ mấy anh em mà xài những cái âm ly nào mà nó kiểu như nó không có tiếng dài cao nhiều á, tiếng trép, tiếng nó tối tiếng á. Chơi cặp lo này vừa là tự nhiên nó có tiếng sáng luôn nhà nè. Không có cần mà thêm trép gì á, mình nghe bằng cái bao luôn. Không có can thiệp bass trép nha. Nó vô cái lo là tự nhiên là cái tiếng nó sáng quát luôn rồi nè. Yên tâm nha. Nguyên cái khúc đây nè là nó ra tiếng nhiều lắm luôn nè. Coi chưa. Rồi anh em là chơi Zalo số này nha. Có một cặp này đấy. Cặp này là nó 4 lo đấy. Dành cho mấy anh em thích nhiều lo và tiếng sáng. Và đặc biệt đức là tiếng nó rất là sáng nha anh em. Rõ. Tiếng trầm vừa thôi, không có nhiều đâu. Không phải như lo Mỹ. Sạch rơn rồi nha. Con này 120W. Anh em chơi cái mấy cái âm ly nào mà tầm 150W là quấn ngon nha. Nó dư một xíu, cho nó nhẹ. Rồi, ok nha. Anh em là chơi Zalo số này giùm nha.